Phê phán cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Putin là nhằm mục đích xấu. Chính trị đu dây là bài viết của Lâm Bình Duy Nhiên trên trang Tiếng Dân News ngày 18 tháng 10 năm 2023. Họ đã nhân sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Putin bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường đang diễn ra ở Bắc Kinh để phê phán cuộc gặp này. Tại cuộc gặp mặt, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, thế mà họ lại cho rằng trong khi cả thế giới tiến bộ lên án và tẩy chay Putin, thì Việt Nam lại không ngại vui vẻ chụp hình chung với tên tội phạm chiến tranh. Thậm chí, ông Thưởng còn mời Putin sang thăm Việt Nam. Việt Nam mong muốn cùng Nga phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực. Từ đó, Lâm Bình Duy Nhiên hàm hồ cho là chơi với đồ tể nên làm gì dám lên án cuộc chiến xâm lược của Putin. Viết thế chứng tỏ Lâm Bình Duy Nhiên và Tiếng Dân News đã không hiểu được đường lối đối ngoại của Đảng ta, không biết được vai trò và ý nghĩa của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Nga, không nhớ được truyền thống hữu nghị và biết ơn của dân tộc Việt Nam. Họ chỉ biết theo một số nước phương Tây, chỉ biết chỉ trích và chống đối Nga và vẫn giữ tư duy cũ, đó là tư duy bạn thù, trong khi Đảng ta đã có nhận thức mới từ tư duy bạn thù sang đối tác đối tượng. Bởi không có bạn, thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là mãi mãi. Do đó, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác và là thành viên có trách nhiệm với tất cả các nước, các tổ chức trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, trong quan hệ quốc tế, Đảng ta chủ trương chuyển từ phân biệt bạn thù sang đối tác đối tượng, đồng thời nhấn mạnh trong đối tác có mặt phải đấu tranh với các mặt còn khác biệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đối tượng, phải có mặt hợp tác với những mặt tương đồng, cũng vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Điều ấy có nghĩa, trong quan hệ quốc tế, phải vừa hợp tác, vừa đấu tranh để tranh thủ được sức mạnh thời đại, kết hợp với sức mạnh dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì thế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Putin bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường đang diễn ra ở Bắc Kinh để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương vì lợi ích của cả hai nước. Tại cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo đã chụp hình chung cũng như nghi thức ngoại giao theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống Putin sang thăm Việt Nam là nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại mở rộng của Đảng ta là đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, không phụ thuộc vào bất kỳ bên nào. Đồng thời, cần thấy rằng Liên bang Nga là một nước lớn, hiện đang là một trong 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thiết lập được quan hệ ngoại giao với các nước lớn là mong muốn của tất cả các nước. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước lớn, trong đó có cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do đó, Việt Nam tiếp tục duy trì, củng cố và ngày càng nâng cấp quan hệ ngoại giao với tất cả các nước, nhất là các nước lớn lên tầm cao mới, đi vào thực chất và chiều sâu, đó là chủ trương hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn. Vậy mà, Lâm Bình Duy Nhiên lại chê bai cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Tổng thống Putin thì thật khó hiểu. Đấy là chưa nói đến truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam là trọng nghĩa, trọng tình, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, ăn củ nhớ người vác dây đi trồng. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của dân tộc ta trước đây và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày nay, đặc biệt là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng, chí nghĩa chí tình của nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và nhân dân các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Mà sau khi Liên Xô sụp đổ, Liên bang Nga là nước tiếp tục mọi công việc của Liên Xô trước đây, cho nên Việt Nam tiếp tục xây dựng quan hệ ngoại giao hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Liên bang Nga, cũng là thể hiện đạo lý truyền thống biết ơn người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn. Đấy là lẽ tự nhiên, thể hiện đúng đạo lý không bao giờ quên ơn người đã giúp đỡ mình của người Việt Nam. Thế mà Lâm Bình Duy Nhiên và Tiếng Dân News lại có tiếng bấc, tiếng chì là sao? Không những thế mà họ còn lờ đi Liên bang Nga là quốc gia có nền công nghiệp phát triển, có tiềm lực mạnh về nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Việt Nam cần nhập khẩu từ Nga nhiều mặt hàng có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế như nguyên nhiên vật liệu, hóa chất, máy móc, thiết bị giao thông vận tải, kể cả các loại hàng hóa đặc biệt phục vụ cho an ninh quốc phòng. Các loại hàng hóa này không chỉ phù hợp với trình độ tiếp nhận và khả năng thanh toán, mà Việt Nam còn có nhu cầu thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có tính chất nền tảng như cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, luyện kim, hóa chất. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, dệt may, da giày, đồ gỗ, công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, mà Liên bang Nga là thị trường xuất khẩu quan trọng và giàu tiềm năng với khoảng 150 triệu dân, thu nhập và sức mua đang tăng, thị trường có nhu cầu về một số hàng hóa Việt Nam, có lợi thế so sánh và có khả năng cung cấp.
Cho nên hai nước cần khai thác hiệu quả hơn nữa bổ trợ của hai nền kinh tế để phục vụ quốc kế dân sinh vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thế nên, chỉ với mục đích xấu thì Lâm Bình Duy Nhiên và Tiếng Dân News mới phê phán cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Putin để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương.